Ok, chào bạn nhé. Các bạn đang xem đây là cái loại jack IL 4.5, tức là tâm lỗ của hai cái lỗ gần nhất sẽ là 4,5 mm. Mình đã nói rất là nhiều về cái loại jack này. Các cái loại jack là tâm lỗ là bạn đo giữa các hình vuông, ví dụ hai cái cạnh này đây nó nằm ở giữa này, sang giữa này là 4,5 mm, nó áng chừng thôi các bạn nhé, hơn 4 và nhỏ hơn 5. Cái tiếp theo nữa là về hình dáng thì bạn để ý ở dọc đây này. Đấy, dọc đây nó có cái miếng nhựa nó chạy dọc này. Cái này để người ta lắp vào tủ ấy. Lắp vào trong các cái tủ. Và khi đấy nó sẽ giữ bám cái đầu nhựa cái như này. Còn đây là cái nhựa đực. Thì tháo ra tháo vào cắm cắm vào nhựa cái như này này. Đấy. Thì bạn để ý cho mình là cái miếng nhựa dọc nha, hai bên. Đây là đặc điểm nhận dạng của cái loại rắc này. Cái tiếp theo nữa là đo hai cái tâm lỗ là 4,5. Còn cái móc của nó đây này, móc ở giữa này nó sẽ là rỗng. Bạn bạn để ý kỹ cái phần móc. Đấy. Nếu mà giống hệt và đo 4,5 thì chính là cái loại rắc mình đang quay. Đấy. Cái này này cũng thế này, bạn để ý miếng nhựa này. Đó. Móc này, móc tròn này. Đây cũng là 12 chân nhé. Rồi. Đấy, 12 chân thì nó sẽ có các cái loại như này. Còn nhà mình thì cái loại rắc này có từ 1 chân đến 16 chân. Hiện tại đang có là 1 chân đến 16 chân. Bạn lấy số lượng hoặc là bạn cần các cái loại số chân như nào, bạn cứ liên hệ số mình qua số điện thoại này để được tư vấn nhé. Đấy, cái loại này là 2 x 6. Loại này là 3 x 4 đều là 12. Đấy, IL 4.5. Cái này không báo giá vì sao, là có rất nhiều loại chân, từ 1 chân đến tận 16 chân cơ, nhiều loại lắm. Và trong cái video này mình chỉ có quay hai cái mẫu như thế này thôi để cho các bạn xem được về cái cách gọi tên của cái loại 3 x 4 hay là 2 x 6, nó cũng là 12 chân. Để trong cái phần lựa chọn bạn mua lẻ thì bạn kích vào đường link dưới phần thông tin mô tả video để mua trên Shopee hoặc Lazada. Còn bạn nào mua số lượng nhiều thì bạn có thể là kết bạn Zalo số điện thoại đang trên mặt bàn đây. Đấy, cái này nhà mình quay thực tế nhé. Đấy thì các bạn cứ kết bạn vào đấy thì mình sẽ tư vấn cho các bạn. Các bạn lưu ý là cũng nhắc rất là nhiều là khi các bạn cần các loại rắc như nào, bạn chụp hình thật rõ cho mình. Chụp thật rõ nha. Cái thứ hai là chụp được mấy cái góc cạnh, ví dụ các cái đặc điểm chẳng hạn như bên hông. Bạn tháo cái móc nó ra, chụp cái móc. Nếu mà bạn có rắc cái thôi thì bạn chụp được cả cái rắc đực nữa thì càng tốt. Cùng một cái hình, ví dụ bạn để hai cái đầu như này thì nhìn vào để biết nó một bộ nó như nào nhé. Tại vì nhiều loại rắc thì nhìn rất là giống nhau, nó chỉ khác nhau một tí của cái ngạnh hoặc một tí của cái móc thôi. Hoặc là có một số cái loại rắc thì nó giống nhau y hệt, nó chỉ khác nhau về cái tâm lỗ này, tức là loại to loại nhỏ. Chính vì thế là các bạn chụp ảnh và đo cho mình cái tâm hai lỗ để biết được cái loại rắc nào. Đấy, cái thông số kỹ thuật là phải có kích thước các bạn nhé. Rồi, bạn đã quan tâm có thể đặt hàng trong shop mình nhé. Ok.